Hello, what's up YouTube? Và hôm nay chúng mình sẽ review con sữa tắm detox của review Godzilla. Đéo gì lắm đi anh. Rồi, bình tĩnh các ông, bình tĩnh. Chiều luôn các ông nhá. Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các ông 3 tips để mái tóc của các ông có độ phồng tốt nhất nhá. Để mà nói thì mấy cái trick cơ bản như kiểu là sấy ngược hướng tóc này, hay là sử dụng những cái chiếc lược tròn như thế này á, chắc chắn là anh em nào cũng biết rồi đúng không? Nhưng mà chưa biết thì làm sao anh? Mày á, mày còn nhiều cái tao chưa muốn nói đâu đấy. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Ok, hôm nay tôi sẽ nói cho tất cả các ông biết những cái trick ấy cực kỳ độc mà tất cả các anh em barber và salon không muốn nói cho các ông biết đâu. Đầu tiên là đổi ngôi tóc. Với các kiểu tóc như là side part hay là pomador thì thỉnh thoảng anh em hãy thử đổi lại ngôi tóc xem. Thì nhờ một cái tác động vật lý gì đấy, mày biết không? Không anh. Nhưng mà nó làm cho tóc của ông phồng hơn đấy. Thử đi nhá, bất ngờ đấy. Thứ hai, không sử dụng các sản phẩm chứa silicone. Khi mà sử dụng những sản phẩm chứa silicone ở trong một thời gian dài thì sẽ để lại những cái lớp silicone tích tụ ở trên tóc, người ta gọi là build up đấy. Nó sẽ khiến cho tóc của các ông này nặng hơn, xẹp xuống và không có một độ phồng như ý được. Thì giải pháp ở đây là hạn chế sử dụng những sản phẩm chứa silicone, hay không sử dụng nữa thì càng tốt luôn. Thay vào đó thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng những cái sản phẩm thân thiện với mái tóc của các bạn hơn. Và mình nghĩ rằng là hiện nay tất cả những cái sản phẩm dầu gội, dầu xả không chứa silicone nó rất là phổ biến rồi, không còn hiếm gặp như một vài năm về trước nữa. Và cuối cùng, sử dụng một thứ nước khoái được coi là thần dược giúp tăng độ phồng cho mái tóc. Cách này thì sẽ hơi hao ví của mọi người một chút, nhưng mà đây là tip thực dụng và hiệu quả nhất. Đó là sử dụng Seesaw Spray. Chúng ta đều biết là những cái sản phẩm restyling sẽ giúp tạo kiểu tóc của chúng ta dễ dàng hơn này, nhờ cái khả năng bảo vệ nhiệt này, tạo độ dính và tạo độ phồng cho mái tóc. Vậy tại sao mình lại lựa chọn những cái dòng sản phẩm restyling dạng muối biển, hay còn gọi là Seesaw Spray, thay vì những cái loại restyling dạng khác như là cream hay là tonic vân vân? Bởi vì đây là dòng sản phẩm sẽ cung cấp một cái độ phồng tốt nhất nhờ khả năng tạo khô từ muối biển. Và sản phẩm mà chúng mình tự tin recommend cho tất cả mọi người đó chính là Valerie đến từ Godzilla. Tiện đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng sản phẩm Seesaw Spray nói chung hay là Valerie nói riêng luôn. Thì cũng chẳng có gì khó dùng đâu. Các bạn chỉ cần xịt tầm 3 đến 4 xịt ra tay, xoa đều rồi apply lên toàn bộ mái tóc là được. Các bạn chỉ cần lưu ý là sử dụng trên nền tóc ẩm và sạch trước khi sấy tóc là ok. Valerie trước khi được mở bảng chính thức thì đã được Godzilla gửi đến rất nhiều các anh em barber để đánh giá và trải nghiệm trước sản phẩm. Và hầu hết tất cả các anh em barber đều đánh giá cao hiệu năng mà sản phẩm này đem lại. Thậm chí còn có người cho rằng Valerie là sản phẩm restyling tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Với khả năng tạo độ phồng và độ dính cực kỳ tốt, nhưng không khiến tóc bị rít nhờ nhiều thành phần dưỡng chất như là tinh dầu bưởi, chiết xuất dầu tằm, vitamin B5 hay là collagen. Và đây là kết quả sau khi mình áp dụng cả 3 tip trên